bước lên sân khấu. Quý anh chị nào muốn nhận quà đúng không ạ? Anh chị nào muốn nhận quà giơ tay lên nào. Hãy cho tôi nhìn thấy những cánh tay của anh chị. Giơ một tay nhận một quà, giơ hai tay nhận hai quà. Và anh chị nào giơ được cả bốn tay có bốn quà luôn. Rồi, vâng, bốn tay trai đầu tiên, xin mời bước lên sân khấu. Rồi, ba chàng trai đầu tiên. Vâng, quý anh chị nào muốn nhận quà đúng không ạ? Rồi, bốn chàng trai đầu tiên. Vâng, xin mời anh bước lên sân khấu. Chỉ cần quý anh chị chúng ta tự tin là mình sẽ nhận được quà đến từ ban tổ chức của lãnh đạo công ty thì sẽ có quà ngay thôi. Vâng, chỉ cần nhìn thấy những cái tay của anh chị chúng ta sẽ có quà ngay. Vâng, xin được mời lên luôn. Vâng, đã có 506 chàng trai rồi. Còn các chị gái, các cô gái thì sao ạ? Vâng, xin được mời hai chị gái này bước lên sân khấu luôn. Vâng, xin mời chị. Vâng, xin mời hai chị bước lên sân khấu luôn. Rồi, một tràng pháo tay lớn dành cho những người tự tin nhất của công ty Hồng Đức chúng ta. Vâng, rất là tuyệt vời. Trời ơi, đã có gì đâu mà bắn pháo. Trời ơi, rồi, xin mời chị ở nhà. Chưa có gì mà đã bắn pháo rồi. Như là áo hoa bên người là pháo hoa bên người. Rồi, xin mời anh đứng sang đây một chút ạ. Rồi, xin mời anh. Xin mời anh đứng đây. Rồi. Vâng, thế thành viên của chúng ta sẽ có tổng cộng 5 giây để ghi cho mình một bức ảnh trước khi mà ban tổ chức tôi loại khỏi về chỗ. 5 7 4. Nhìn thấy đây nhá, nhìn thấy đây nhá, nhìn thấy đây cái mặt nhá. Rồi này, chúng tôi đây. 5 4 3 2 1. Xèo. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị. Rồi, xin mời các thành viên này chúng ta cùng nắm lại đây ạ. Rồi. Rồi, xin mời anh chị chúng ta đứng ở đây. Rồi, xin mời chị đứng ở chị trước đi nào. Đấy, xin mời chị đứng ở chị trước. Đấy, rồi, xin mời anh đứng dàn ra bên này. Rồi, rất là tuyệt vời. Ở trên hiện diện trên sân khấu của Star bây giờ đó chính là những gương mặt mà tôi có thể gọi là muốn nhận quà nhất của trong công ty của ta. Đúng không ạ? Tôi bảo là ai muốn nhận quà, xin mời bước lên sân khấu, ngay lập tức chạy lên đây luôn. Rồi, đây là những người mà ham của chạy lên đây đây. Rồi, nhưng mà muốn nhận quà đến từ ban lãnh đạo công ty thì hơi khó đấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có một chương trình như sau. Chúng tôi sẽ tìm ra những người mà nhanh nhẹn nhất, thông minh nhất, với những câu hỏi cực kỳ chôn nhất mà sẽ dành cho quý anh chị. Anh chị nào chỉ cần trả lời đúng câu hỏi của ban tổ chức của tôi, người đó sẽ có nhận được quà của ban tổ chức của tôi. Còn nếu như sai, vui lòng ở lại đứng sau một phía bên màn hình bên kia và sẽ có những người thưởng riêng cho anh chị đó, đúng không ạ? Quý anh chị chúng ta đã sẵn sàng chưa? Nếu như sẵn sàng rồi thì cho chúng tôi một chút một trò vấn đề đầu tiên. Rồi, đầu tiên tôi sẽ đến với đứng cạnh cô gái rất là xinh. Tôi muốn nhìn thấy cánh tay của anh chị ấy cổ vũ được không ạ? Tay đâu là tay đâu? Nhỏ quá. Tay đâu là tay đâu? Câu hỏi đầu tiên như sau. Có một người bộ đội mặc chiếc quần bộ đội, mặc chiếc áo bộ đội, đi đôi giày bộ đội, không được gọi là chủ bộ đội, được gọi là gì? 5 4 3. Có một người bộ đội mặc chiếc quần bộ đội, mặc chiếc áo bộ đội, đi đôi giày bộ đội, đội chiếc mũ bộ đội, đi xe đạp bộ đội, nhưng không được gọi là chủ bộ đội, chỉ được gọi là gì? Tôi hỏi đến anh, người đó mới được trả lời ạ. 5. À, cô bộ đội, vâng. Một phần quà đầu tiên. Câu hỏi tiếp theo.
như sau. Sẽ là những câu hỏi khó hơn dành cho năm chàng trai này. Xin mời các bạn ngồi lên. Cái gì đụng được nhiều nước nhất mà không bị ướt? Cái gì đụng được nhiều nước nhất mà không bị ướt? Bạn đâu? À, bạn đâu? Ơi, nhưng mà chàng trai này lại khác được. Chính vậy. Nhất bài cho bạn trưởng của Ly. Nhất bài cho bạn trưởng của Ly. Rồi, mời anh về bên kia luôn. Ai bảo có nhất bài hả? Rồi, con mời làm trai và hai cô gái. Xin mời anh đứng về đây. Rồi, hai chị đứng với chị chưa? Câu hỏi tiếp theo như sau. Nhà tôi có bốn anh chị em. Nhưng mà trả lời sai bét thầy này.
bây giờ sẽ là có một sự cứu trợ, một cứu trợ đến từ những em bé mầm non tương lai của đại gia đình hùng đất của Sky. Xin được mời hai chàng trai bên đây ạ. Rồi, xin được mời hai bạn nhỏ bên đây. Và hai bạn nhỏ này thì sẽ đem đến cho các anh chị những câu hỏi mà có thể gọi là khó ơi là khó, và các bạn này chuyên gia dùng để đố bé ở lớp mẫu giáo đều trả lời được. Nhưng mà ngày hôm nay đây xin mời đố bé to sẽ có trả lời được không? Câu hỏi đầu tiên như sau. Xin mời những thành viên trên đây lắng nghe. Ôi nhà thành viên bạn, ôi nhà đỏ ở bên trái, hỏi ôi nhà đỏ ở bên phải. Ôi nhà xanh ở bên phải, ôi nhà đỏ ở bên trái, hỏi nhà trắng ở đâu? Nhà trắng ở bên phải. Hoàn toàn chính xác, anh được này tốt. Có một con chuột, có ba con chuột, có tỷ tỷ con chuột, hỏi có mấy con chuột? Xin mời anh. Có ba chuột. Có ba con chuột đúng không? Vì sao? Tại sao? Nghĩa là con chuột hay là bố con chuột hay là chị con chuột? Có đúng không? Rồi xin mời anh về chỗ. Bên đây còn năm thành viên, có câu hỏi nào đủ nữa không? Các anh chị đã hết câu hỏi rồi, bạn cứ quên ở đây. Rồi xin cảm ơn anh nha. Rồi như lúc đầu chúng ta chơi sao luôn từ đầu, chơi có thưởng là sẽ có phạt đúng không ạ? Đề nghị không được sọc sỡ MC ạ. Xin mời anh đây ạ. Rồi bây giờ môn là cuộc sống nở hoa hay là cuộc đời bế tắc? Quý anh chị ở đây thì chọn nở hoa là bế tắc ạ. Nở hoa chúng ta có ba hình thường như sau. Xin mời cho tôi ba phiếu thăm, trong đó có ghi một phiếu thăm ghi là được lì xì trong tim mỗi anh chị 50.000. Ghi cho tôi ba phiếu thăm ạ. Phiếu thăm thứ hai sẽ là phải thực hiện theo một mệnh lệnh của MC. Được chưa? Rồi. Bây giờ trong lúc chờ đợi thì tôi sẽ có một thử thách đầu tiên. Xin mời hai năm anh chị này đứng sang hai bên ạ. Vâng, và bây giờ thì tôi xin phép ngày hôm nay xin phép tất cả quý anh chị ở đây cho tôi được làm hoàng thượng một chút được không ạ? Bây giờ khi nào tôi ngồi xuống, tôi là hoàng thượng, trong buổi lễ ở đây tôi là hoàng thượng. Tôi hô là tôi cần, thì tất cả các anh chị ở đây tôi hô là chúng tôi là cần gì. Nếu như tôi yêu cầu, tôi cần một thứ gì đó các anh chị chạy xuống dưới này mà lấy được cho tôi, thì các anh chị đó sẽ được giành được chỗ được không ạ? Thế là chưa? Tôi cần một cọng lông chân của chị Uyên. Chị Uyên. À, chị Uyên ạ. À. Rồi, 5 giây bắt đầu. Rồi, nhanh nào. Rồi, chắc là chị Uyên của ta vừa đi rồi, mất hết rồi. Và bây giờ, tôi cần một sợi tóc bạc của anh cần. Anh cần một sợi tóc bạc ra. Rồi, tôi phải chưa là những sản phẩm mà chúng tôi yêu cầu hơi khó. Rồi, xin mời, không có đúng không ạ? Rồi, đứng ở đây, xin mời anh đứng ở đây. Rồi, cho tôi hai lớp thôi, chiến thăm nào. Phân thưởng với cả phạt. Rồi, ở đây sẽ là có hai hình thưởng. Hình thưởng ở đây một là các anh chị chúng ta mỗi người rút ví về 50.000 để lì xì cho công ty nhân ngày kỷ niệm 10 năm sinh nhật công ty. Thứ hai là phải thực hiện theo một mệnh lệnh của MC đúng không ạ? Rồi đầu tiên tôi mời lên đây một cô gái xinh nhất. Người ta bảo rằng là khôn sai thì tại tay, và cô gái ở đây sẽ đem lại sự may mắn cho các anh ở đây không tôi không biết. Đấy, có một chàng trai đã rút ra hẳn 50.000 rồi. Rồi xin mời chị ạ. Rồi chị chọn bốc thăm đi ạ. Rồi xin mời chị bốc thăm đi ạ. Run lắm. Rồi xin mời chị bốc ra. Mở ra. Đôi này bốc được hình phạt không phải là lì xì. Rồi đơn giản thôi. Rồi xin mời hình phạt bốc đơn giản nhẹ nhàng thôi. Rồi xin mời tất cả quý vị ra đây ạ.
Rồi, bây giờ xin mời tất cả quý anh chị chúng ta có thể khoanh tay và nhìn xuống tất cả những người đồng nghiệp của mình ở dưới đây. Khoanh tay và đứng dậy. Bây giờ quý anh chị ở dưới đây sẽ đặt ra 5 câu hỏi và nhiệm vụ của 5 người ở trên đây là chỉ được trả lời là má nghèo ạ, không cần biết câu hỏi là gì, được không ạ? Chỉ được trả lời là má nghèo ạ thôi. Rồi, đây là chương trình mình chôn ca đi. Và đầu tiên xin mời chàng trai ở đây, xin mời anh hỏi câu hỏi là gì đây ạ? Rồi. Miệng em giống cái gì? Miệng em giống cái gì? 1, 2, 3. À rồi, bác theo. Rồi, thứ hai ạ. Rồi, rồi xin mời chàng trai. Bữa cơm em để cơm vào đâu? Anh không để cơm vào đâu ạ? 1, 2, 3. Rồi, câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba. Ai hỏi đây? Rồi. Rồi xin được mời anh ở dưới đây ạ. Rồi xin mời anh ạ. Anh có thể hỏi các anh chị ở trên kia hỏi câu gì tùy thích. Thôi tôi đã học rồi. Tôi xin phép hỏi một câu. Cái gì của mình mà mình mà người khác này sử dụng nhiều hơn mình? Má nghèo ạ. 1, 2, 3. Má nghèo. Tôi biết. Rồi xin cảm ơn các anh chị má nghèo. Mời anh chị về chỗ. Rồi. Vâng, và bây giờ thì tôi đã hỏi đội trưởng của đội Lừa Xâm Vắn đang ngồi ở đâu? Xin mời anh bước lên sân khấu. Xin mời đội trưởng của đội Đừng Húc Em đang ngồi ở đâu? Rồi, xin mời đội trưởng của đội Đừng Húc Em bước lên sân khấu ạ. Còn đội Mai Cà Sống đang ngồi ở đâu ạ? Mai Cà Sống ơi! Rồi, xin mời đội trưởng của đội Mai Cà Sống lên sân khấu. Vâng, và đó đội của tôi là đội Hải Tắc. Đội trưởng của đội Hải Tắc ngồi đâu? Rồi, xin mời đội trưởng của đội trưởng chúng ta hãy ngồi. Xin mời các anh là những chàng trai của ngày hôm nay đây đã lãnh đạo quân và nhân dân của mình. Xin đó rất là hùng dũng đúng không ạ? Vâng. Bây giờ các anh chúng ta sẽ có nhiệm vụ như sau. Mỗi anh khi mà có hiệu lệnh, mỗi anh chạy xuống dưới kia kéo lên đây cho mình một cô gái. Cô gái của đội thay không được. 5 giây bắt đầu. Ở trên đây chúng ta đã có 5 đôi rồi, 4 đôi rồi. Xin mời 4 chàng trai ngồi vào ghế. Rồi xin mời 4 cô gái đứng đằng sau ạ. Xin ngồi đi. Rồi. Và bây giờ rất đơn giản thôi. Ngày hôm nay ở đây chính là những anh hùng của các đội đã lãnh đạo đồng đội của mình chiến đấu vô cùng dũng mãnh đúng không ạ? Rồi. Nhưng ngày hôm nay các anh ấy đã thể hiện sự nam tính rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đây trong lễ kỷ niệm 10 năm sinh nhật công ty Hùng Đức của Star. Chính vì vậy mà qua lễ kỷ niệm này thì ban lãnh đạo của công ty có tổ chức một cuộc, đó chính là Hùng Đức Got Talent, và tìm kiếm ra những người gọi là Hùng Đức what lãnh tụ mỏ đồ đấy. Chính vì vậy mà ngay sau đây nhiệm vụ của các chị ở đấy là gì? Trong vòng một bản nhạc phải biến những chàng trai này thành những cô gái ngay lập tức cho chúng tôi với những vật dụng mà ban tổ chức tôi sẽ trao cho. Vâng, xin người đâu dạ lấy hàng lên con. Rồi, đầu tiên mỗi chị sẽ nhận được một chiếc váy này. Rồi. Với và chúng tôi sẽ chấm với tiêu chí và một bộ tóc giả. Và một bộ tóc giả như sau. Rồi. Chưa có hiệu lệnh ạ? Chưa. Rồi. Silicone ạ. Cho chúng tôi túi bông tai silicone. Đấy. Và ban tổ chức của tôi rất là khuyến khích nếu như đội nào mà có thêm một chút phấn như này nữa. Đấy. Một chút phấn như này. Một chút phấn như này. Chưa. Xin được. Rồi ngồi vào. Rồi, một chút phấn như này. Được chưa? Và trong nhiệm vụ của kết hợp đôi chúng ta là gì? Trong vòng một bản nhạc
phải biến những chàng trai vô cùng dũng mãnh của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay thành những cô gái vô cùng quyến rũ, làm sao mà hấp hồn được một anh ở dưới kia. Đúng không ạ? Chưa được có, chưa có được lại nhỉ? Rồi. Và chúng tôi sẽ chấm với tiêu chính như sau. Một là gợi cảm nhất. Gợi cảm thì chúng ta phải làm gì? Cười. Thứ hai là sexy nhất. Và quý vị chúng ta đã sẵn sàng chưa? Một tràng tay lớn nào quý vị ơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Tôi xin mời em nào, ôi trời ơi.
sợ quá, nhiều người chả cái tổ quốc đâu. Ôi dồi ôi, em ơi, đây là một gái mà ở nhà tập cả nhiều người tấn công mông thủ. Em ơi, ở nhà có phải đầu nhỏ em có phải đi lên nào tắm nước cho mẹ không? Em đi thật trâu. Em đi thật trâu à? Em có bị trâu trọi lần nào không? Em cưỡi trâu nhiều hơn. Anh thích cưỡi à? Anh thích cưỡi em à? Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em mới được có 12 tuổi đấy. Ôi trời ơi, 12 tuổi mà to thế này á. Nhưng anh nhìn nó sệ sệ đến cái lòng cái quả lứa thì phải. Tại em đến từ đâu nhỉ? Em đến từ đâu? Em đến từ Hồng Đức City. À, em đến từ Hồng Đức City à? Tôi chào mừng em nhé. Em ơi, cái bảo này, nếu như đêm nay ấy, kết thúc chuyến đi này thì em mà để chọn anh cần thì anh sẽ làm gì? Anh là ví dụ mà, đồ sàm sỡ, nhưng mà thấy ra đẹp lớn lên. Rồi, mời em đứng bên đây rồi. Sao bên to bên nhỏ mà em? Có phải thằng cha chụp ảnh này lúc nãy lên tận đấy mà phát bên lòng? Không phải, vừa nãy quay lại bóp lên. Anh thấy người ta bóp nó xịt đi em, để bóp nó to lên là thế nào em? Càng cố càng béo mà. Thôi, em ơi, nhưng mà em kéo cái này lên tí thì anh thấy nó sệ quá. Đấy rồi. Rồi, em kéo cái này xuống tí. Rồi, em ơi, em giới thiệu một chút để cho các anh ở dưới này được biết về em nhé. Các anh ở đây là, ôi dồi, mấy ông kia nuốt nước hết nó bọt đi kìa. Trời ơi, thiếu quá. Rồi, em tên gì? Em là tên Lò Thị Đút. Lò Thị Đút à? Không biết là em đút được cái gì chưa? Sắp sửa. Sắp sửa đút à? Em đến từ đâu rồi? Đến từ đội cấn. Đến từ đội cấn. Vâng, đút và cấn. Vâng, tôi thích quá. Các anh em bao nhiêu tuổi nhỉ? Em đúng tuổi trăng tròn. Và em ơi, nếu như được lựa chọn một trong những anh của bên đại gia đình Hùng Đức ngày hôm nay thì em chọn anh nào? Em là bên thử tất. Trời ơi, chị, em khỏe quá. Đó, em ngồi vào chỗ. Không chịu quá. Trời ơi, chân dài thế. Tôi xin chân quá. Cho những đứa em tí nhé, cho anh ôm em nhé. Trời ơi. Em ơi, em cái gì vậy? Đủ đôi đâu vậy? À, anh nhầm. Anh lại cứ tưởng anh đang đi vào Hà Giang. Rồi, em ơi, ôi trời ơi, em tên gì vậy? Em tên anh Ngọc Linh. Em tên là Ngọc Linh. Ngọc Linh ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em vừa tròn 22 tuổi. À, 22 tuổi, một tuổi đẹp nhất của đời con gái. Nhưng mà anh nhìn thấy em là, hình như là vẫn là bên to bên nhỏ em ạ. Ôi giời, đấy đấy. Em ơi, anh đề nghị em nhé, lần sau mà có đi quát thì quát nó cái phần này này, em nhìn hơi nhiều lông. Thôi, anh không muốn còn đấy đâu. Nơi đây sao đi bao nhiêu chàng trai. Rồi, em đứng ở đây nào. Rồi, em ơi, nếu như nhận được giải thưởng của ban lãnh đạo công ty ngày hôm nay thì em sẽ sử dụng 4 tỷ đồng đó vào việc gì? Có phải là đi bơm nước bên này cho nó cân bên này không? Em đi washing. Đúng rồi, anh nghĩ là em phải đi washing. Rồi, xin cảm ơn em. Rồi, xin mời em đứng ở đây nhé. Rồi, vừa rồi chúng ta đã được làm quen với 4 người mẫu đến từ đại gia đình ở Hùng Đức của Star. Và bây giờ, vừa rồi chúng ta đã được thử tài giao tiếp của cô rồi. Bây giờ đó chính là đến lúc mà quý vị chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc của cô này. Khi nào nhạc nổi lên, bốn cô người mẫu này sẽ có nhiệm vụ như sau. Cô đầu tiên đến từ Lào với một làn da ngăm với cái tên là Teo Hẳn Mông Bên Phải. Cô này bắt một mí đến từ vùng Nhật Bản Sakutada. Cô này bông mơ và cô này lừa sống thế này. Rồi. Chưa gì, cứ làm để cho các cô này lợi dụng. Rồi, tôi xin được nhờ vào khán giả này, chúng ta nép sang hai bên để cho người mẫu của tôi sẽ xuống dưới và gửi tặng tới các anh ở đây những nụ hôn thật là đầm thắm và những ánh mắt thật là trìu mến. Tôi sẽ làm mẫu như sau. Rồi, xin mời các nhạc nổi lên. À, không cần làm mẫu à? Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đón cô với các số 1. Vamos, 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 v
gái này câu like quá. Rồi, các em ơi, vừa rồi anh đi có đi cùng với các em ở xuống dưới kia kìa. Nhưng mà các anh bảo, anh xin lỗi, em đẹp quá, anh không thể nào cưỡng lại được. Các anh ở phía dưới kia bảo là các em toàn xài hàng giả. Có đúng không ạ các em? Bây giờ để chúng ta sẽ chứng minh cho các em nhé. Rồi, xin mời em đứng ở đây. Rồi, xin mời em đứng ở đây. Rồi, được chưa? Rồi, bây giờ đối diện vào nhau ạ. Bây giờ khi nhà nổ lên, hai em cho tay hết ra số gáy nào. Rồi, bây giờ khi nào tôi đến ba, thôi, thôi xuống đây. Đây đi tôi, thôi đừng đây, tôi xử lý cho luôn. Đây, đây đi. Đấy, các em làm hoa có vẻ thẹn đổ trước các em rồi. Rồi, bây giờ các em cho tay ra số gáy đi, được chưa? Bây giờ khi nào có nhà nổ lên, hai em hãy dùng cái vòng này của mình chọi. Rồi, thế cho tay xuống như thế này đi. Đây, không, cho tay xuống dưới này đi, được rồi, được chưa? Rồi, khi nào có nhà nổi lên hai em va vào nhau, có ai vỡ người đó hàng giả đi về chỗ, được chưa? 3, 2, 1, go! Người mẫu số 2, người mẫu số 3 và chân dài số 4. Thật ra, bây giờ nếu như quý vị chúng ta yêu thích cho cô người mẫu nào, khi tôi gọi tới người mẫu đó, quý vị chúng ta hãy dành những tiếng reo hò thật là lớn, cũng như những tràng pháo tay thật là nổ để bình chọn cho người mẫu đó được không ạ? Đầu tiên, hãy bình chọn cho người mẫu số 1. 5 người, 15, 2 người. Rồi. Nhà rất của em không may mà không rất được. Anh sẵn sàng. Rồi, vâng. Và ai bình chọn cho cô người mẫu số 2? Phải khó quá nhỉ? 5 người, 15, 19 người. Rồi, ai bình chọn cho cô gái số 3? Được đâu là người mẫu của đại gia đình Hùng Đức rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm ra đâu là cô gái sở mẫu hữu cặp mông gợi cảm nhất. Đây sao không quay? Rồi. Tay chống xuống ghế, mông chổng lên trời. Rồi. Bây giờ khi nào nhà nổi lên, các em có nhiệm vụ như sau. Ngoáy cái mông của mình thật là mạnh nhất. Cô gái nào mà dùng cặp mông của mình hấp dẫn được của các anh thì cô gái đó sẽ có quả, được chưa? Rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Kết quả thì quá rõ ràng rồi. Xin mời ba em về chỗ. Rồi, xuống dưới kia gửi tặng các anh những nụ hôn nhé. Và chiếc thịt chiếc thịt nhau. Đây thì trả lại đồ cho ban tổ chức của tôi. Xin mời em đứng ở đây ạ. Rồi, anh nhớ mà. Rồi, mời em đứng ở đây. Chân dài để đứng ở đây. Rồi. Ngay sau đây thì xin được mời một hot boy của đại gia đình Hùng Đức của Star lên đây để có thể hẹn hò tiêm riêng với cô gái này. Xin được mời anh Cần nào. Cơ hội rồi nha. Rồi, em ơi, tối nay anh Cần là của em nhé. Em phục vụ anh Cần thật là tốt ha. Xin mời anh Cần lên đây ạ. Vâng, xin được mời anh. Ôi trời ơi. Xin cảm ơn chân dài. Và tối nay anh Cần rất là của em. Vì em xử lý rồi. Em lấy anh Cần về chỗ đi.